Xin thưa bà con cô bác, hôm nay có cái comment này nằm ngay gần đây luôn nè bà con. Xin chào ba Michael, cảm ơn bạn đã chia sẻ video hàng ngày và những thông tin trước và sau. Mình rất thích cách chia sẻ của bạn. Mỗi ngày bạn chạy vào Sài Gòn đều đi ngang qua cầu Hậu Giang. Lúc trước nhà mình là Bảo Xanh Thanh Mai, ở số 351 đường Hậu Giang, phường 5, quận 6, vậy là nằm bên kia. Khi bạn chạy lên giữa cầu thì nhà mình nằm bên hông cầu phía tây phải. Vậy bạn có thể quay lại từ hướng trên cầu, quay lại từ hướng trên cầu để mình xem lại sự thay đổi thế nào nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình tên Steven Phạm. Rồi ok, 351 Hậu Giang. Giờ mình sẽ đi dạo đó, nó nằm trên đây luôn nè bà con. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha. Bây giờ là 8:10 rồi. Ngày 10 Tây. Ôi hôm nay ngày đẹp đó nha. Ngày 10 tháng 10 2024. Hình như ngày 10 này, ngày 10 tháng 10 này hình như là kỷ niệm Thăng Long nè. Hình như là cái ngày này là ngày về đô, phải ba mươi còn nhớ là vậy. Tại vì ba mươi còn nhớ có một cái sự kiện mà 1000 năm Thăng Long Hà Nội á, cũng vào tháng 10 nè, mà không nhớ rõ chính xác ngày lắm. Nhớ như ngày 10 tháng 10 phải. Rồi đây là ngã tư. Trời ơi, dạo này Sài Gòn mưa gió quá bà con, giết bệnh luôn à. Thời tiết này dễ khiến con người dễ bị cảm lắm. Hôm nay đi quên đem áo tay dài nữa. Trời ơi, gì vậy trời? Trời ơi, chảy mũi luôn rồi. Xin thưa với bà con cô bác, không biết có ai nhắc ba Michael không nữa nha. Nhảy mũi ba cái rồi. Mà cái này chắc nhảy mũi ba cái này chắc nhảy bệnh rồi chứ không phải nhảy nhắc nữa. Đáng lý là hôm nay là ba Michael đi lên Bình Thạnh đó. Đáng lý là ba mấy cậu đi lên Bình Thạnh đó, nhưng mà từ hôm qua ba mấy cậu nói là ba mấy cậu đi lên Bà Chiểu, thì có một bác hay một cô ở nhắn với ba mấy cậu, cho nên ba mấy cậu chưa biết cái khu này, thành thử ra ba mấy cậu không lưu lại cái chỗ này nè bà con. Không phải. Rồi. Mất tiêu luôn rồi. Cái gì á mà ba Michael nhắn lại cho cô á là để hỏi lại cái địa điểm ở đâu. Cái gì mà ngã ba Đồng Công gì đó. Ngã ba Đồng Công rồi sớm Hãn Đúc gì đó bà con, ở trên Bình Thạnh đó bà con, ở trên Bà Chiểu á. Mà ba Michael không biết nằm đó nằm đâu á bà con. Bà con cô bác nào có biết, bà con bác chỉ với bà Michael vậy. Cầu này cầu Hậu Giang nè, bên đây là Bốt Nguyễn Văn Tố nè, do ba Michael uống cà phê ấy bà con, chứ không phải ba Michael nhà trên đây đâu. Ba Michael thích cái quán cà phê của mấy đứa em á, cho nên ba Michael chạy lên đây, ba Michael mua xong rồi uống vài ba ngụm rồi bắt đầu ba Michael mới đi. Đây ở đây có cái nhà Bảo Xanh Thanh Mai nè bà con, bên tay phải nè. Ba Michael coi coi. Thì ra là nhà này. Bây giờ vậy là ba Michael phải dầm xuống kia. Thấy rồi, cái nhà đó bự quá trời luôn. Vậy là hồi xưa đó là nhà Bảo Xanh đó ta.
Rồi, giờ ba Michael quẹo phải ha. Bên tay phải này hồi xưa trước năm 75 là trường học. Ở đây là ngã tư Minh Phụng với lại đường Hậu Giang. Bên tay trái này hồi xưa là trường Quốc Việt nè. Ở đây là hồi xưa là cầu Bình Tiên luôn bà con. Giờ ba mấy cầu bọc ra phía sau này để đi ra cái cầu Hậu Giang lại nha bà con. Rồi. Đường này đường Phan Văn Khỏe. Con đường này hồi xưa cũng là khu ổ chuột nè. Mà bây giờ bà con biết không? Tẩm cỏ công viên cây xanh. Ở đây là con kênh Lò Gốm nè. Khu này nó có một cái giữa mía nè bạn ạ. À, trúng số 3.3 tỷ. Đây là giữa mía nè bà con. Thì lớn thì nhỏ có 4.000, 8.000. Quá trời rẻ. Trời ơi, ly nước mía mà có 4.000, 8.000. Ép chân không. Vì năm, trời ơi, ly có 3.000 nữa bà con. 7.000. Trời ơi. Đây, cái cầu này là cầu Hậu Giang nha bà con. Đây. Xin thưa bà con bác hồi xưa bên đây nè, cái chỗ tâm ý nè bà con. À, đây là cái nhà bảo xanh. Quá trời bự luôn, hàng chi là nhà bảo xanh là đúng rồi. Rồi, cái đường này đi rồi. Giờ để ba Michael quay lại thêm lần nữa. Dẫu biết rằng đi này là hình như đi ngược chiều á, đường này nó chỉ có một đường mà thôi kệ. À, mày quay cho cô ấy coi. À, đây. Rồi, đây là dưới cầu. Con đường chúng ta đang đi là đường Lò Gốm rồi đó. Ba mẹ còn nghe nói khu này là hồi xưa trước năm 75 là khu gia binh nữa bà con. Không biết phải không. Vật liệu xây dựng. Đường này đường Lê Quang Sung nè. Đường Lê Quang Sung này là Trương Tấn Vũ hồi xưa nè.
Trời hôm nay nắng quá ta. Nhưng mà nó có cảm giác mát lắm bà con. Tại nhiệt độ bên ngoài có 27 độ C à. Nhiệt độ Sài Gòn bắt đầu càng ngày đến càng Tết á, bắt đầu là nhiệt độ nó không có còn nóng nữa nha bà con. Nó qua rồi cái thời nhiệt độ nóng rồi. Cho nên ba Michael đi vậy chứ nó không có cái cảm giác mà nó nắng như cái kiểu mà cháy da cháy thịt như hồi mùa hè. Trong năm á, nhiệt độ bắt đầu từ mùa thu đến mùa đông này là nó mát mẻ lắm, dễ chịu lắm. Mà mùa đông ở Sài Gòn thì xin thưa bà con cô bác là tuyệt vời mặt trời luôn. À, Sài Gòn mình không bao giờ mà có cái kiểu mà nó lạnh quá đáng. Năm nay nghe nói là dưới 20 độ nè, không biết sao đây. Ở đó đây là cái cầu cây gõ nè bà con. Bên tay trái này hồi xưa là có một cái chốt gác của địa phương quân. À, đây, cái đồn gác của địa phương quân ở đây. Dưới cái chân cầu cây gõ. Chúng ta đang đi trên con đường Lê Quang Sung, hồi xưa là Trương Tấn Bủ. Bên tay trái á, phía sau những cái căn nhà này hồi xưa đó là cái bến Phú Lâm. Tứ sa tới nay Phước Vinh. Bò bía Thành Thái. Miếng gà ta, bún gà ta. Cơm sườn. Nắng quá ha bà con ha. Ba mày còn có cảm giác sao nó chói mắt quá. Ngày nào cũng chở bà con cô bác đi dạo chợ lớn này, bà con cô bác có chán không bà con? Các cô chú anh chị và các bạn nào mà có chán thì comment cho ba mẹ cô biết. Chứ ngày nào cũng đi cho bà con cô bác đi xem mấy cái không khí bà con người Hoa chợ lớn buôn bán vòng vòng mấy khu này. Thì các cô chú anh chị và các bạn nào mà có cảm giác chán thì comment cho ba mẹ cô biết rồi để ba mẹ cô đổi. Không bất quá ngày mai ba mươi cầu không đi khu này nữa mà ba mươi cầu đi bên mé khu Bình Trị Đông á cũng được. Đây là đền Bình Tây nè. Sài Gòn này thì nó nổi danh là chỉ có hai cái địa điểm đó, Sài Gòn chợ lớn, Sài Gòn chợ lớn, còn thêm cái nữa ha, Gia Định. Mà Gia Định thì hồi xưa nó vắng, nó rộng mà nó vắng. Trần Trung Lập nè. Để kiểm mấy con đường mới mới, hẻm nào mới mới chở bà con cô bác đi. Nói gì chứ ba mày còn chưa đi hết mấy ngóc ngách chợ lớn đâu nha bà con. Đi vô trong mấy con hẻm chưa đi đâu. Để bữa nào ba mày còn kiếm mấy con hẻm lạ lạ chở bà con cô bác đi. Nói chợ lớn này đi hoài chứ đi cũng chán đâu. Sọc từ hẻm này qua hẻm kia còn nhiều cái điều thú vị lắm. Bên đây phải bà con, cô bác đó bà con. Cái khu đó hồi xưa là chẩn y viện quận 6 á. Kế bên nữa là tòa hành chánh quận 6, sau lưng là ti cảnh sát quốc gia quận 6 trước năm 75. Còn đây là cái khu ổ chuột nè. Đó, nhà cửa sập sệ lắm.
Ở đây là cái cầu này là cầu Phạm Đình Hổ nè. À, đây là cầu Phạm Đình Hổ. Đó, mình băng qua cầu Phạm Đình Hổ đây. Cái dòng sông thì bây giờ đó, dòng sông từ từ nó xanh trong rồi nè bà con. Đó, làm mấy bờ kè lại. Hồi xưa là nước đen thui thứ quắc rác không. Đó. Bây giờ bà con bắt không? Thấy đá rồi bờ kè đó. Đó, chuẩn bị là trả lại một dòng sông. Đây đô thị nè, đó. Đây là lực lượng đô thị nè, đó. Đó. Quét. Ờ đó bà con có không, cái dãy nhà khu nhà ổ chuột này gây chợ Bình Tây nè mà không dọn được nè bà con. Đó, người dân người ta vẫn còn ở. Sập xệ vậy đó, nhà cửa hoang tàn đổ nát. Nhưng mà người dân vẫn ở. Một số người vẫn bám trụ nha bà con. À, đa phần là dọn đi hết nè bà con bác không, thấy cảnh hoang tàn đổ nát luôn. À, vậy mà người ta vẫn sống trong cái cảnh hoang tàn luôn á. Không chịu dọn đi. Đó, à, xa xa không? Có một căn nhà đó. Đó. À, đập nát cái phần trên rồi còn dựng lên tạm bợ mấy cái mái che mà họ ở. Vẫn còn một vài căn nha bà con. Vẫn còn một vài căn họ không dọn đi. Họ chấp nhận sống trong cái cảnh mà hoang tàn đổ nát xung quanh vậy đó. Bởi vì sao bà con bác biết không? Bởi vì ngay đó là ngay mặt chợ Bình Tây luôn bà con. Họ buôn bán được. Họ ráng ngày nào được ngày đó. Cứ mỗi một ngày bà con bác biết thì họ buôn bán được là tiền cái thu vô cũng nhiều lắm. 30 gò đoán vậy thôi chứ không biết nhiều là nhiều bao nhiêu. Nhưng mà phải nhiều lắm chứ nổi người ta phải chấp nhận sống trong cảnh hoang tàn đổ nát đó. Xung quanh nhìn thấy ớn. Còn đây nè. Cái khu này hồi đó cũng không dọn đi nè. Nhưng mà bây giờ là đi hết rồi nè. Nó trả lại bàn giao mặt bằng để người ta làm lại con sông rồi. À, con kênh này người ta gọi là kênh Hàng Bàn. Cầu Gò Công bây giờ người ta cũng sang bằng luôn rồi nè bà con. À, đập bỏ cái cầu Gò Công cũ rồi. Đó, bây giờ ba mấy cậu thấy đứng liền đường với nhau luôn rồi. Đó. À, cầu Gò Công. Đường này đường Gia Phú nè. Khắp nơi nơi bà con có bác để ý đi, bán hủ tiếu nhiều lắm. Đây là một cái nét đặc trưng của người Hoa đó. Buổi sáng họ thích ăn hủ tiếu mì đó. Đặc biệt người Hoa của họ cũng thích uống cà phê sữa lắm nha bà con. Nhưng mà cà phê sữa của người Hoa kỳ lắm. Họ uống lần họ uống ly cối đó bà con. Họ uống bự lắm chứ không có giống như người Việt mình mà bà con cô bác đi vô mà pha ly và phê sữa đó pha có chút ép à. Chắc cỡ mà người Hoa mà vô chắc hút cái rột là chắc hết bả ly á. Người Hoa uống lần cà phê sữa uống nhiều lắm mà hình như họ pha loãng lắm bà con. Họ không có pha đặc. Còn người Việt mình uống đặc kẹo à. Mà uống có mấy ngụm là hết rồi. Rồi, hồi đó đây là cái cầu Ba Ly Cao nè. Lucky Palace. Cái này hồi xưa nó là cái gì bà con? Lucky Palace nè. Tới bà con cô bác xem luôn nè. À.
quá xem à. Thì ghê. Đây là một trong số những căn hộ còn sót lại nè bà con thấy không? Có những căn hộ về đi họ đập hết rồi. Rồi đây là bến Nguyễn Văn Thành. Bà con có bác thấy đường ướt không? Đường ướt là do ngày hôm qua mưa đó bà con. Trời ơi, xin thưa với bà con của bác, sao ba mấy cô đọc báo thấy ớn lạnh lắm bà con. Gì đâu mà thấy đâu trên Bình Thạnh mưa ngập mà mấy tiếng hồ chưa rút nước. Mà cái chỗ khu ba mấy cô thì ba mấy cô không thấy cho nên không quay được. Chiều nay mà tối nay mà mưa nữa là ba mấy cô đi tắm mưa nha. Quay cho bà con có bác thôi. Bữa giờ không có đi quay tắm mưa. Mà gì nói gì mà cứ trời ơi rồi bà con quá à. Đó đường á. Nó mưa ngày hôm qua mà giờ nước nó do nó động ổ gà ổ dôi á, thành thử ra nó còn ướt nghem nè bà con á. Sài Gòn mình mà sau một những cái sau cơn mưa là có nhiều chuyện để nói lắm.